Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Phong trào hot tub, Trào Lưu stream tại hồ bơi đã và đang trở thành xu hướng mới trên Tuyết khi thu hút được vô số streamer tham gia. Với ý tưởng ban đầu sẽ là một người nào đó, thường là nữ giới, mặc một bộ đồ bơi nóng bỏng ngâm mình trong bồn nước nóng. Mặc dù Trào Lưu đã gây rất nhiều tranh cãi khi nhiều người cho rằng nó không phù hợp với nền tảng này, nhưng số khác lại cho rằng nó khá thú vị và Tuyết đang quá khắc khe với các nhà sáng tạo nội dung. Nữ streamer Tinne. Tuy vậy nhưng những buổi livestream hot tấp vẫn khá phổ biến. Nhưng trong thực tế thì không phải ai cũng sở hữu một chiếc bồn tắm mini trong nhà và điều đó đã kích thích sự sáng tạo của nữ streamer có nickname Tinne. Thay vì mặc đồ nóng bỏng, cô nàng đã làm phiên bản nghèo hơn của meta đang thống trị tuyết bằng cách sử dụng một chiếc xô nhỏ màu cam. Buổi stream được xe tút một cách rất chuyên nghiệp của Tinne mặc dù lúc đầu cô nàng đã không đổ nước vào, nhưng cuối cùng nữ streamer đã quyết định làm đầy show bằng bằng cách lấy nước từ vòi hoa sen, khiến nó gần hơn với một chương trình hot tub truyền thống. Những người xem đã vô cùng thích thú với cách tiếp cận mới của cô nàng và để lại vô số bình luận hài hước. Thậm chí cô nàng cũng nhiệt tình đáp lại và cam kết rằng phiên bản nghèo nàn của mình sẽ không thay đổi đâu. Nữ streamer tin đe ngồi trong show và thang thở về sự nghèo khó của mình. suốt buổi stream nữ sơ mờ ngồi trong cái xô nhỏ trong một góc trật trội của phòng tắm, trò chuyện với người hâm mộ. Buổi sơ tưởng như không có sự đầu tư này của Tinne lại bất ngờ thu hút hơn 100.000 lượt xem chỉ sau ít giờ và nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng mạng. Tôi từng làm thế này khi còn nhỏ đấy. Nhưng mà tại sao lại là nhà vệ sinh chứ? Đừng có động vào cái bồn cầu, nó nguy hiểm quá. Trà phiên bản hot tub này hoàn hảo quá, cái này không giống hot tút tí nào. Thích quá đi mất. Đã xúc. Sáu chín quá ổn. Thật tinh tế làm sao? Một nghìn mười quá tuyệt vời tin nê ơi. Có vẻ như với việc mùa hè đang đến gần, xu hướng hot tút sẽ còn phát triển với quy mô rộng hơn nữa. Thế nhưng hiện tại tin nê và màn sơ chim đầy sáng tạo của mình đã và đang được những người hâm mộ vô cùng đón nhận. Ảnh, Internet